Đó cô chú coi nè, bây giờ nó không nó trời ơi, nó rình đồ chơi nó. Con nói mẹ ẩm chay. Con nói cho mẹ nghe coi gì. Đúng rồi, giỏi quá. Không biết chạy. Con tên gì? Con nói chay. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? Two. Nói đi, nói two đi. Rồi nắm tay mẹ nè, con bước xuống được không? Con nhắm cái xuống được không á nghe? Oh wow, good job JD. Yay. Rồi. Đây chay đây thì xin thưa với cô chú là tối hôm nay là chay không có ngày hôm nay là chay không có đi ra ngoài mà chay bát phố được. Con gà chay chay hôm nay không có lon ton được mà mẹ xin ngồi hôm nay để mẹ chay tự một mình đọc thoại. Chay vừa ngồi chay ăn cereal thì mẹ tự vừa tự đọc thoại cho cô chú nghe nha. Chay bây giờ mẹ ngồi mẹ đọc thoại là cô chú cho chay nói nha. Ngồi im đó nha, diễn nha. Thắng chay chưa? Hai phai. Đó thì tối hôm nay là lý do tại tại sao mà mẹ con không đi bắt phố là lý do là ở ngoài đường đang rất là lạnh. Bây giờ tao nói thì bây giờ hết hết hè rồi, chán dễ sợ chán luôn. Giờ ngoài trời là bắt đầu tối rồi đó, coi được đời chưa? Thường thường là 9 giờ tối là 9 giờ là chưa có tối mà bữa nay là trời tối là thấy là cuộc đời là cô đơn nỗi đau còn cõi cõi đời lạc lõng như vô tiền rồi đó. Hả? Bà hai nghĩ trời chỉ mưa hả? Con là con thấy là hết hè rồi đó. Không, tại vì con cái hy vọng của con với đối với mùa hè của Michigan nó mong manh lắm nên là nó mà dễ vỡ nó mà mong manh một cái là con dễ vỡ liền. Thì chay tối hôm nay không có đi bắt phố được cô chú ơi, là chay chỉ ngồi đây là chay ăn, là chay cho ăn cho cô chú thôi. Most of the video right. Chay thì hiện tại chay đang ngồi ăn cái này gọi là cô chú biết gọi là gì không, cô nói đi. Cereal xíu xíu đó, thấy chưa cô chú, thấy chay nói hay ghê chưa. Thì thật sự là mẹ rất là buồn cho cái ngày hôm nay của chay là tại vì là không có được đi ra ngoài bát phố mà cô chú biết rồi. Cô chú biết chay rồi, chay là tuổi con gà. Đối với cô chú nào chưa biết chay là tuổi con gà thì chay là tuổi con gà. Chay sinh năm 2017 thì có nghĩa là chay sinh đúng vào năm Dậu. Đó, mà con gà là như thế nào? Con gà là phải đi lon ton giống như là đi lên quanh trong sân có con gà vậy đó. Nhưng mà hôm nay là con gà này ức chế không được đi lon ton. Đó. Nhưng ừ đó là phải ngồi một chỗ ăn cereal mà ăn cereal không không có sữa nữa đó. Mai mốt mà về Việt Nam là phải đem cái này mới đi về cho mai mốt mà chay có về Việt Nam á là chay sẽ đem một mớ đi về cereal này về cho chay với lại anh hai Bình Sình với ba Ly ăn ha. Giờ con nói con nhìn vô video rồi con nói nè, ba bảo con nói bà ngoại, nói đi, nói bà ngoại đi con, nói bà ngoại đi. Ba Bảo nói tại sao mà chay không có kêu tên ba Bảo nên thôi. Bây giờ con kêu ba Bảo nè, con kêu ba Bảo xì quýt hết. Ba Bảo thích cái đó lắm, con nói đi ba Bảo xì quýt hết. Con nói xì quýt hết. Nói đi. Thôi bây giờ nó không ăn nữa, bây giờ nó bóp nát rồi. Nó bóp nát xì điều giống như ngày xưa Trần Quốc Toản bóp nát trái cam vậy đó cô chú. Nó đó. Thì Ngọc ngồi hồi nãy giờ Ngọc mở dựng cái camera lên, Ngọc nhìn ngắm con chay. Ngọc nhìn từ da thịt của nó. Cái da thịt của chay rất là ngon nha cô chú. Cô chú có biết tại sao mà Ngọc biết cái đó không? Là tại vì Ngọc cắn nó hàng ngày nên Ngọc biết da thịt nó ngon. Mà với lại biết sao nữa không? Mùa hè da thịt nó ngon hơn là mùa đông. Là tại vì á, mùa hè là cô chú không, nó là con gà. Để mày nói chuyện nha coi. Mà cô chú biết con gà mà nó được đi bộ á, là thịt nó sẽ dai, nó ngon hơn là con gà mà mùa đông mà được thả ở trong trong nhà. Con gà ở trong nhà đó mùa đông đâu có được đi chơi nhiều đâu nên là con chay là chay mùa đông là chay giống như con gà công nghiệp vậy đó. Đó. Còn mùa hè là chay được đi thả giống như thả giường vậy đó. Đi khắp phố phường á, càng đi là cái da thịt, cái xương, cái thịt nó càng cơ bắp rồi càng chắc càng tốt. Là mùa hè là da thịt chay ngon lành đã đời, còn mùa đông là giống như gà công nghiệp. Chay mùa hè là mẹ gọi là cô chú nên gọi chay là gà thả giường. Gà đi bộ. Con chay này mai mốt mà nó lớn lên nó coi lại mấy video này nó trời nó hận mẹ dữ lắm luôn cô chú ơi. Ngồi nó không biết mẹ nói gì mà mẹ ngồi nói thao thao bất tuyệt rồi còn nói con là gà thả giường còn gà đi bộ. Còn gà công nghiệp nữa chứ. Cô tội nghiệp nhau không? Nhìn mặt cô tội nghiệp không? Đó, cái mặt tội nghiệp mà không biết gì hết. Mẹ nói gì nói ăn là bỏ vô miệng ăn ăn. Ăn lia ăn lịa.
Ngon không? Ngon. Con nói dạ ngon đàng hoàng đi con. Con nói ngon hổn quá. Con nói dạ. Ê, trời trời. Vừa nói hổn quá nó dằn mâm sát chén tôi liền trời. Không có được vậy nghe chưa? Không được vậy nghe chưa? Gà đi bộ. Gà đi bộ. Mẹ rất là có duyên luôn á. Mẹ chay là vô cùng duyên dáng luôn mà cô chú không hề biết luôn á. Ủa con ấy con tuổi con heo á hả? Người đẹp quá. À, người đẹp tuổi con chó bà hai. Chó. Sao ạ? Tưởng là tuổi con heo là nó nhỏ hơn bà quá trời. Bà nhỏ bà mấy giáp đúng không? Ừ. Đi đâu tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu tức mới tới hợi. Ờ thì bà hai tuổi hợi hả? Bà hai tuổi hợi thì vậy tính ra bà hai cũng lớn hơn nó con giáp đó. Lớn hơn nó 6 con giáp. Oh no, 7, 6 tầm 7. Lớn hơn nó 3 con giáp. 4 con cho con tính hay quá. Một mỗi con 12, 12 với 25. Ba. Ừ, 4 giáp á. Làm sao? Vậy là nó lớn hơn bà cái 4 giáp nữa hả? Chữ sợ không? Dễ thương lắm bà hai. Bà hai thấy sao? Bà hai thì nói chuyện với chị chưa thấy ông hoài nhưng mà nói chuyện mấy lần dễ thương, rất dễ thương, vui vẻ, dễ đeo vui vẻ. Mà bạn ok dễ thương, đẹp đẽ thì ok cái đó là nhưng mà... Ai xong chưa? Xong chưa? Ăn xong chưa? Làm sao nhưng mà sao bà hai? Thì chỉ có tính tình hoạt bát nhưng mà phải cái gì đó. Cần có sự chiều sâu tâm hồn. Phải chỉ bà nói là cũng như là phải mở lòng, đừng có chấp ai, đừng có gì ai. Không có ăn cái chấp chấp nào rồi bà ơi? Không, bà nói vậy đó. Cái đó là có chấp chấp ăn. Con cũng giống nhau. Why? Because they got the little light show going on and all that, and they're playing the music. Okay. Rồi, ăn xong chưa? Ăn xong chưa? Con nói, con ăn xong chưa? Con nói mẹ. Cho con xuống. Con ăn nữa không? Ăn nữa không? Ăn cereal nữa không? Ăn cereal nữa không? Bây giờ làm cái mặt sao cho cô chú làm mấy cái meme cho nó đẹp nè. Bây giờ làm chị nên bây giờ đi làm chị ba hôn cưng đi, chị ba hôn cưng đi. Chị ba hôn cưng chu mỏ ra. Chu cái mỏ ra làm chị ba hôn cưng coi. Lại để đi cho mẹ làm tấm hình cái mim mim cho con cho đẹp ra coi. Nhìn vô camera. Nhìn vô camera nè, chạy đi, lực. Hôn coi. Đó, chị ba hôn cưng con nói a hi. Rồi được cái mình chị ba hôn cưng rồi nha. Rồi giờ xuống không? Xuống. Con nói mẹ. Mẹ. Xuống. Rồi. Đó cô chú coi chay nè. Chay là giống như là Lucky vậy đó. Mỗi lần mà mở hộp là khoái đó. Ngồi trong, đứng trong cái hộp là ngồi vậy đó. Ê té con té. Cẩn thận đi ra đây. Mẹ đưa ra cho. Cái đó cái gì vậy? Ờ giỏi quá. Đi ra đây nè. Rồi vô đi. Đó té ngang. Trời, nay siết rồi, hay bỏ nó vô miệng siết rồi. Wow, siết dữ, à, đây. Nói không, lại. Hả? Hai mẹ con Ngọc ưa chơi vậy lắm đó cô chú. Đây, mẹ cho cô chú cho. Thử à. Wow, good job, JD. Nghe chơi đó hả? Đổ vô đây, ừ.
Đây bà để lấy đi ship đi coi coi đồ ấy không đi đi thôi. 1 2 What are you doing, Janie? Open up the box. Mở ra ba đổ đồ chơi vô kìa. Mở ra ba đổ đồ chơi vô cho con kìa. 1 2 Wow. Wow. Rồi leo vô luôn, leo vô luôn. Leo vô luôn vàng ơi. Yeah. Yeah. You know what you should do? What? Make a game about taking them out and then putting them back in the box. And maybe we can get her to clean up after herself. Oh, that's a game. Okay. Take it out. Take it out. Take it out. Lay that. Throw it. Throw it. No, not throw it. See? Don't throw it. You just told her to. I know. Oh, you want that one? Go bring it back in. Put it back in. Baby, can you close that little door? Yeah, put it back in. Con nói kìa, con nói về vô hộp rồi chơi. Get them all in the box. Baby, look how dark outside. Oh, I know. Real dark. Real fast. Oh. It's supposed to storm tomorrow. Oh, really? Yeah. Thunderstorms. I don't know what time is my appointment tomorrow. Oh. What, you have an appointment? No, my first appointment at work. Oh, at work? JD? JD? Đó, tối nay đó, cô chú, đó, tối nay giống như một đêm tối mùa đông như là ngày nào đó, ngày đông năm mấy đó. Ăn rồi ngồi trong nhà cứ lết, không mà bữa giờ quay ở ngoài cho cô chú biết quen, giờ ngồi trong nhà quay nó hơi bị ngột ngạt đó chứ phải. Ra ngoài á chay đi á, mẹ có cái chủ đề đúng không? Mẹ ngồi mẹ thông dịch cho cô chú nó đi tới đâu là mẹ thông dịch theo từng dõi theo từng bước chân cho cô chú. Bây giờ nó ngồi ở nhà, nó ngồi có một chỗ, nó ngồi cho nó không những mà nó ngồi một chỗ mà vô đúng một cái hộp nó ngồi đây nữa chứ. Rồi sao tôi nói được gì đây? Dành cả tuổi thanh xuân để làm clip cho chay đó cô chú ạ. Bà chay vlog này có một cái cameraman là dữ dằn luôn chứ phải giỡn đâu. Không những mà làm cameraman vừa quay mà còn phải nói nữa. Nói mà nói đã, nói đời mà nó không cho một miếng nước uống luôn. Nó ngồi nó vẫn chơi. Bởi vậy cái số đằng sau cái camera là nó vậy đó cô chú. Nó đối xử với cameraman không có tốt. Cameraman? Yeah, I'm her cameraman. Yeah. Yeah. You're really good at it too. Me, I'm so-so. No, I'm Sometimes just no, I'm not so good. I'm okay. You're the best, baby. Mm-mm. Nobody can do it like you. No, no. Lots of people can. Oh, I'm sure. Rồi tại sao mà nó tự nhiên đang nói lan nói cái là ba nhào vô cái là mày quên nói luôn rồi chay. Phải tập trung. Phải trời ơi bây giờ trên lầu nó đang chơi nhạc âm trên lầu kìa. The music upstairs. Oh yeah, it's real loud. Đó, bây giờ là cô chú hôm nay cô chú tạm thời coi cái video mà chay ngồi trong nhà nha cô chú nha. Ngồi trong nhà say, nói chung là bữa giờ ít xây dựng. Nên là bây giờ cô chú ráng ngồi coi nó xây dựng đi. Mấy tháng trước lúc mà còn mùa đông á cô chú cứ thấy ngọn xây dựng miết luôn. Xây miết mà chưa thấy lên cái căn nhà nào hết á. Chắc tại do gạch đá cô chú ném chưa đủ. Nên là chay chưa có xây nhà được. Đó. Mẹ chay nói giỡn vậy thôi chứ mẹ chay không có muốn cô chú ném đá chay nha cô chú nha. Cô chú đừng nên ném đá em tội nghiệp em. Em nó có chút xíu như hạt tiêu mà. Nếu mà so sánh thì nó cỡ Hồng Hài Nhi thôi chứ nó cũng không có bự hơn ai. Nên là cô chú ném đá nó đỡ không kịp luôn á. Oops. She's a character. Đó. Nó là diễn viên mà. Nó làm cái gì cũng được hết đó. Cái một cái chữ nó nói ra là thành một cái meme cho cô chú đó. Để cho cô chú là làm hình nền đồ này chiếc nọ một. Gì? Ê chay sao tóc con bữa nay thấy gì mày nhìn thấy sơ sắc bướp vậy chay? Hả? Sao cái này sao nhìn thấy bữa nay sao thấy sơ sắc bướp đây? Để coi.
Hôm nay thấy sơ 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 xác vậy? Có nhuộm không? Hả? So baby. Có nhuộm mà sao cái đuôi tóc bây giờ thành bị trẻ rồi, tóc chay bị trẻ ngọn rồi cô chú ơi. Baby. Yes. So we cutting her hair soon, right? No. Who said that? Why not? Well, she should have some bangs. No. Right? You want some bangs? I'll ask for my manager. You'll ask your manager? Yeah. Well, how long do you want to grow hair? Yeah, coi nè. Coi tóc giống như bị trẻ ngọn không cô chú? Sao kỳ vậy? Hả? Vậy là ở nhà cô nhà bà cố dẫn nó gì giùm tóc phải không? Nè, bây giờ sao tự nhiên bữa nay thấy là đầu tóc sơ sắc bướm nè. Lạ lùng không? Ủa sao kỳ vậy ba hai hè? Rồi vậy là con ở nhà bà hai lén bà hai nhuộm tóc cho nó rồi. Honey, serious question. Yeah. When do you think you want to give her first haircut? I have no idea, baby. Her hair looks just so perfect to me right now. You don't want to touch it, right? She just looks so perfect. Yeah. In any way. But soon she needs. Không miếng thôi. Nhổ đừng nhìn cái mặt nào muốn không mà. Không miếng nào mình ơi. I love you, sweetheart. Mẹ mà đi làm á mà ba gọi cho chay cho mẹ cô hoặc là bà cố gọi chay cho mẹ coi mày nhìn chay là mẹ chịu không nổi luôn á cô chú ơi. Trái tim mẹ rung động luôn á. Mẹ thao thức thổn thức gì chay mà cô chú. Thì các bà hai, mỗi lần mà con đi làm về mà con gần tới cửa rồi mà con thấy nó một cái con chỉ cần con đậu xe vô con khi mà con đi từ ở ngoài cửa con bước vô thôi là cái trái tim con á nó tan chảy. Trời ơi. Không phải bà hai, con thiếu điều cũng muốn chạy vô luôn á. Con toàn là chạy không đó. Chứ con không đi luôn á. Mặc dù con thấy nó một cái rồi, con ôm nó vô lòng một cái rồi là con nói với bà hai là con nói thiệt. Là xin cho thời gian mãi luôn lắng động rồi đó. Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng đó. Chay với mẹ là tình nhân của nhau mà. Hai tình nhân. Thì đắm á. Rồi xong rồi quậy quá cái muốn đuổi ra khỏi nhà. Phải không? Nhớ đó hả? Nhớ. Ơi, ngủ với my friend rồi ngủ lần là ngủ với ba bốn bạn. Một bạn raccoon, một bạn unicorn, một bạn teddy với lại một bạn cái gì đó? Bạn gì nữa? Bạn bạn thỏ tay dài. Trời ơi. Biết không? Sao bà hai? Bưng tiền bốn đứa em nó nữa. Thì đó. Bưng cái gối ngọt giờ có bưng gối. Đây nè. Bởi vậy mỗi lần mà về mà gặp chay một cái là thôi, mẹ là thôi. Ao, đi ra con từ từ thôi con. Từ từ. Ao, từ từ thôi con. Mà sao tại sao cô chú cho mẹ cho mẹ chay biết được đi tại sao tóc em hôm nay lại bị sơ sắc mướp như vậy? Cô chú ơi, cô chú có biết không vậy? Mình có nên cần cắt cái này đi không? Kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Hồi sáng giờ bà hai có ta gọi đầu đó chưa? Chưa gọi đầu hả? Để gọi đầu xong rồi coi sao đây. Kỳ lạ vậy ta. Đây coi trong cái sớm này có cái đồ chơi gì không? Lấy đồ chơi để chơi đi con. Con không lục mấy đồ. Đâu có. Đây nè. Nè con, búp bế chơi đi. Chay là cuộc đời chay. Bà ngoại của chay nói là ngày xưa Ngọc cũng không có chơi búp bế nữa đó các bạn. Không chơi hả? Bóp đi con, bấm cho em khai hát đi. Rồi hết hát luôn rồi. Đó, mà bà ngoại chay nói là ngày xưa là Ngọc cũng không có chơi búp bế luôn. Mà giờ chay, cô chú thấy em của chay có mơ màng gì tới búp bế không? Hồi nhỏ đó. Đó, chú Bi đó. Đó, coi nè, về cái nhà nè, coi nè, y như một đống mương độn. Coi đó, từ trên xuống dưới như một cái mương độn. Đó, cái bài mà cái con đó hát là nó chỉ biết hát là Bi thôi đó. Ngày xưa có cái cô kia nhắn vô hỏi tại sao không mua búp bê cho chơi chơi. Đó. Có búp bê nó đâu có chơi đâu phải không cô? Mẹ nó lôi ra rồi bây giờ nó mới đầu xạo xạo nó bấm nó cầm vô chứ nó đâu có nó không hề.
Nó không hề chơi búp bê. Lụm lên. Ê ê ê ê. Đó đó, thấy chưa? Thấy nó không? Thấy nó chưa? Đó không phải đúng không nha. Đó, nó xa xì lắm á cô chú. Con nó nha. Chạy đi. Stop it. Đủ rồi đó. Lì dữ lắm. Lì. Rồi, con bây giờ con bấm em hát cho mẹ nghe đi. Chạy đi. Con có thể nào con bấm em hát cho mẹ nghe được không? Ủa tại sao cái laptop mẹ lại nằm đây kỳ vậy chay? Đó coi nó kìa. Coi được đời không? Quá luôn sao bà giờ bởi vậy. Tóc trẻ ngọn rồi mà giờ còn phá nữa. Nói tóc trẻ ngọn đứng chụp đuôi gà. Con cũng không hiểu tại sao luôn bà hai ơi. Không phải tại anh mà cũng không phải tại tôi không hai. Không phải tại bà, không phải tại con. Ờ, vậy là tại ai vậy? Tại nó quậy quá nên tóc bị cháy ngọn. Nó ngủ, vui. Đúng rồi, đúng. Nó lên nó nhủi y như con. Đó, chay dọn sạch rồi cô chú ơi. Đó, dọn sạch rồi. Giỏi. Trời ơi trời ơi. Leo vô ngồi. Ê. Xe ta ra. Xe ta ra. Tại sao lại như vậy? Hả? Con giỡn với mẹ hả chị? Chơi phải chơi cho đàng hoàng chứ chơi mà giục đồ cái đó. Đây nè, cái dù nè, xách che dù đi. Che mưa, dù này để che mưa che nắng. Che cái tóc chẻ ngọn lại đi. Nè, túm vô che lấy cái nấm này nè, che vô cái tóc chẻ ngọn. Rồi, để lên đầu nè con, để lên đầu vậy nè. Chạy đi, bỏ đầu vậy nè. Khổ nó dễ sợ luôn á chứ phải. Chị Quỳnh nói ngày mai có bão. Hay vậy hả? Dạ. Bão rất xa mà gió nó chạy tới đây. Nó có quay kìa. Quay đều, quay đều, quay đều. Mối tình nghèo đơn sơ đó. Đó, cái nãy nó kêu nó quay đều, cái nào nó quay vòng tròn đó. Quay đều đi chay. Quay đều, quay đều, quay đều. Uốn hoài những vòng xe. Đúng không? Trời ơi, nói chữ quay đều, nó biết quay vòng tròn nó mới ghê được chứ. Con này ghê thiệt á. Rất là giỏi. Đúng, mấy ông hàng xóm nói cái gì nó cũng hiểu. Con mới vừa khen tặng nó ngày hôm qua đó bà. Rồi tiếng Việt bà hai nói nó cũng hiểu, mà con nói nó cũng hiểu, mẹ con nói nó cũng hiểu, ai nói cái gì nó cũng hiểu. Mấy đứa mà ngủ mở mắt á. Dạ. Không tàn tranh gió rất mà thông minh nữa. Phải không bà hai? Bà thấy đứa nào cũng vậy á. Ngủ mà đi, nó ngủ nhưng mà thấy mắt nó hí, tưởng ra nó khóc. Rồi vậy là con ngu rồi, con ngủ không dám mắt không? Bà mới là ngu rằng là mắt rồi. Con ngủ mà tới trời mưa mà cũng còn biết luôn á. Bà hai nãy bà hai nói là đứa nào mà ngủ mà mở mắt là nó khô, ý là bà hai nó ăn chay á. Tại vì nó ngủ là các bạn mà là tưởng các bạn tưởng là nó thức không á. Bây giờ quậy phải không? Ê. Đây nè, cái bàn chân của ai nè. Mở ra. Cốc. Cốc. Rồi có nó vẽ nè, đó. Tuyệt phẩm của chay đó cô chú. Đây là tuyệt phẩm. Cốc. Cốc. Bây giờ đi chơi bà còng đi chợ trời mưa không? Chơi không? Đi đây chơi bà còng đi chợ trời mưa. Đi lên đây mày làm bà còng cho. Lại lên. Cái con chay này. Đây nè, lên mày cổng không? Lên cổng không? Lên đây mày cổng nè. Cổng. Đi đây mày lấy cho. Lại lên. Bây giờ rảnh là nó vô nó lấy đồ nó ra nó ăn đó vậy đó cô chú. Nó không có đợi chờ ai. Đây. Lại lên. Rồi ra đây. Ra đây đi bà còng đi chợ trời mưa, lại lên. Leo lên. Bà còng
đi chợ trời mưa, bê chay bê chấm đi đưa bà về. Đưa bà đến quán đường xa, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Đừng, chạy đi. Tiền bà trong túi gơi ga, bê chay nhặt được trà bà mua rau. Đừng có làm đầu tóc bẻ vậy. Bà còng đi chợ trời mưa, bê chay bê chấm đi đưa bà về. Đàng hoàng, nằm đây đây. Đưa bà đến quán đường xa, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bà trong túi rơi ra. Đó, con nó xuống kìa. Nó xuống một cách mà bé chay nhặt được cha bà mua rau. Đó. À, du duyên vừa đi vừa té. Liêu. Đó, coi vậy đó. Vui không? Vui chạy đi, vui chạy đi. Coi chạy kìa đó. Rồi chạy ra đây. Đụng cố đi. Chưa quá đi mà. Chạy đi. Ê. Rồi chạy chắp tay xuống đích lớn ngang ba thiệt. Rồi chạy ra đây. 2 3. Coi chừng té nha. Vậy là có kiểu mới. Biết nó thêm mấy tiếng nữa. Rồi, gì sao chạy đi nữa đi. Chạy đi. Mình không có đi ra ngoài được thì mình ráng chạy trong nhà đi con. Để mình đừng có để cho thành gà đi bộ mà trở thành gà công nghiệp. Lại lên. Gà công nghiệp là sao? Thế bà Hai, hồi nãy con ngồi con giải thích cho bà Hai. Gà công nghiệp là gà công nghiệp là đứng một chỗ á. À, nó nhốt trong chuồng á. Thì đó. Bởi vì con nói mà mùa đông là chay là gà công nghiệp. Còn mùa hè chay là gà đi bộ với gà thả vườn. Không, nếu mà tụi con cũng đi vòng vòng qua đường ngoài. Ha. Bà mới là gà công nghiệp. Ồ, con đi làm con đi dữ lắm nha bà Hai. Ngồi lên, ngồi xuống, đứng lên, đứng xuống, đi tới đi luôn, đi miết hết nha bà. Mùa đông. I love you. Con về thì con cũng cho nó đi chơi vậy đâu phải giống. À. Rồi tướng có chút xí kìa. Đó. Xí luôn. Đi đâu á, chạy ra đây lẹ đi. 1 2 3. Chạy đi. Yeah. Ê, té con không mềm miếng. Love you. Thôi bây giờ nè, bây giờ lại chào cô chú đi. À, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jay Sky thôi à. Cô chú ơi, kênh Jay đã bị khóa bình luận lại rồi. Thật là quá tiếc cho một tuổi thơ bị ăn rồi khóa bình luận miết dành cả tuổi thanh xuân để muốn comment cho Jay mà không comment được. Xin lỗi cô chú rất là nhiều. Nhưng mà thà mà không có để lại comment á, cô chú bấm vô cái like cho em nha cô chú. Cô chú nhớ cho Jay một like nha cô chú. Please and thank you. Bye bye. Chạy đi, can you say bye bye? Bye bye. Dữ chưa?